Rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm nay FIFA World Cup nữ 2023 chính thức được khai mạc với hai trận đấu đầu tiên vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam trên sân vận động Eden Park sẽ diễn ra trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy. Và sau đó lúc 17 giờ thì một đội đồng chủ nhà khác là Australia sẽ thi đấu gặp đối thủ Ireland. Và hai trận đấu này là những trận đấu mở màn cho World Cup nữ năm nay. Trái bóng sẽ lăn ngày hôm nay, nhưng tất nhiên rồi tất cả chúng ta đều hướng sự chú ý tới ngày 22 tháng 7 với trận đấu diễn ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển nữ Mỹ. Những thông tin hướng tới trận đấu này cũng là một trong những điểm nhấn của bản tin ngày hôm nay. Và như thường lệ, Biên Cương chúc quý vị bước vào một ngày mới với nhiều thắng lợi, thành công, may mắn. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nổi bật trong bản tin ngày hôm nay. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 20 tháng 7. Phương án đối đầu với đội số 1 thế giới của nữ Việt Nam. Bình Như nói gì về việc sang Singapore chơi bóng? Báo Mỹ cảnh báo đội nhà về tiền đạo Thanh Nhã. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục bước vào những buổi tập luyện để hướng tới trận đấu ra mắt với đối thủ đội tuyển nữ Mỹ. Và thưa quý vị, càng đến sát ngày tranh tài thì những bài tập của đội tuyển nữ Việt Nam càng giảm khối lượng. Lý do vì sao thì một trung vệ được chờ đợi nhiều của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chia sẻ. Nói một chút về trung vệ thì thưa quý vị, chúng ta hay nói nhiều tới Huỳnh Như, chúng ta nói nhiều tới Thanh Nhã, nói tới Hải Yến, những cầu thủ tấn công. Nhưng thực tế thì có lẽ những niềm hy vọng và những cầu thủ sẽ rất vất vả ở World Cup nữ lần này chính là các cầu thủ ở hệ thống phòng ngự. Cho nên làm gì với những cầu thủ cao to tấn công đầy khát khao của đối thủ và nói gì với những trung vệ của mình, với hệ thống phòng ngự của mình lại là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung phải tập trung chú ý. Chính vì thế mà chia sẻ của trung vệ Lê Thị Diễm My trong buổi tập ngày hôm qua là rất đáng chú ý. Ngày 19 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập tại Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu ra quân ở World Cup 2023. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu được dự báo là rất khó khăn khi đối đầu với đội tuyển nữ Mỹ. Đội tuyển đang là đương kim vô địch thế giới và sở hữu 4 chiếc vô địch World Cup. Hậu vệ Lê Thị Diễm My đã chia sẻ. Trong mấy buổi tập gần đây thì bác điều chỉnh cho toàn đội giảm bớt cái khối lượng giáo án mà cho cái tuần trước bác đưa ra thì tuần này bác đã giảm tải cho bọn em ít xuống để cho chân tay nó kiểu thanh thoát hơn ấy ạ, để bước vào cái giải đấu quan trọng này. Thì đây là một cái giải đấu rất là quan trọng, rất là lớn với đội tuyển nữ Việt Nam, mà cũng là cá nhân của em thì là lần đầu tiên tham gia một cái đấu trường World Cup rất là lớn như này, thì là gặp một cái đội đương kim vô địch đội tuyển Mỹ thì cũng là một cái trận rất là khó khăn với toàn đội, nhưng mà toàn đội cũng rất là tự tin và quyết tâm thi đấu hết mình để có một cái không cái cả thật tốt trước đội tuyển Mỹ, và cũng như là thi đấu hết mình để mang lại cho cái niềm vui dành cho khán giả nhà. Hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang được huấn luyện viên Mai Đức Chung tính toán về nhân sự với những phương án phù hợp với từng đối thủ. Các cầu thủ như Diễm My, Thu Thương, Thúy Nga hay Trương Thị Kiều được ban huấn luyện lưu ý và truyền đạt nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Cũng theo trung vệ Diễm My, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho đội tuyển nữ Việt Nam tập rất nhiều bài phòng ngự từ chống bóng bổng, chọc khe, cản những đường chọc khe của đối thủ, hỗ trợ nhau để bọc lót. Các cầu vệ sẽ cố gắng áp sát và phán đoán tình huống một cách tốt nhất có thể trước các tiền đạo cao to và sắc bén của đối thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ còn lại 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đương kim vô địch là đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 22 tháng 7 trên sân vận động Eden Park ở Auckland, New Zealand. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì FIFA đã tung bộ ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam và chắc hẳn chúng ta đều rất ấn tượng với bộ ảnh đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy một huấn luyện viên Mai Đức Chung như thường lệ gần gũi, thân thiện nhưng cũng tương đối là nghiêm nghị và một nụ cười phải nói là rất là đáng yêu của bố Chung, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy hình ảnh đầy tinh thần chiến đấu của Huỳnh Như. Chúng ta cũng thấy một vẻ đẹp của Hoàng Thị Loan, người được coi là hoa khôi của đội tuyển nữ Việt Nam. Rồi là một cái chỉ tay trông cũng rất là duyên của tiền đạo Thanh Nhã.
hay những động tác với mái tóc phải nói là rất đặc biệt của thủ môn Đào Thị Kiều Anh, người cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam với chiều cao 1m70. Rồi cánh tay dang rộng của trung vệ thép Trương Thị Kiều, hay một động tác ăn mừng giống Usain Bolt của Bích Thùy, người ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup. Cùng với đó là rất nhiều những tấm ảnh rất rất là đáng chú ý khác. Tất cả đều cho thấy một phong thái tự tin của đội tuyển nữ Việt Nam. Mình cứ cho rằng đây là điều hết sức quan trọng. Trong hình ảnh của mình xuất hiện ở bức ảnh do FIFA thì chúng ta thấy một động tác chỉ tay của Thanh Nhã, người đã nổi lên phải nói là như cồn sau khi ghi bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Đức. Và thực tế thì báo chí châu Âu, báo chí Mỹ đều đánh giá Thanh Nhã là người phù hợp nhất với lối chơi phòng ngự, phản công của đội tuyển nữ Việt Nam. Và cho đến lúc này thì bàn thắng mà Nhã ghi được vào lưới của đội tuyển nữ Đức vẫn được nhắc đi nhắc lại. Một tờ báo rất nổi tiếng của Mỹ đã có những đánh giá về những đòn hồi mã thương có thể gây khó khăn cho đội nhà mà đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra. Trước thềm World Cup 2023, các kênh truyền thông Mỹ đã phân tích rất nhiều về các đội bóng tham dự. Trong phần nói về đội tuyển nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhã được nhắc tên bên cạnh đàn chị Huỳnh Như. Mới đây, theo tờ CBS Sports của Mỹ, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển Đức được ca ngợi là ngôi sao trẻ đáng xem của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup. CBS Sports viết Nguyễn Thị Thanh Nhã là ngôi sao trẻ đáng xem của Việt Nam. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi bàn duy nhất, đó là bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức và sẽ là lựa chọn khác trên hàng công bên cạnh Huỳnh Như, cây săn bàn hàng đầu của Việt Nam với 67 bàn sau 72 trận. Có thể nói bàn thắng của Thanh Nhã vào lưới của đội tuyển Đức khiến tên tuổi của cô được nâng lên rất nhiều. Thậm chí một đội bóng nữ của Đức đã liên hệ và muốn chiêu mộ tiền vệ sinh năm 2001. Vâng, xin được nhắc lại, trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Hiện tại thì quý vị có thể theo dõi trận đấu này trên kênh truyền hình Quốc hội, kênh 7 trên các hệ thống như VTV Cap. Quý vị cũng có thể theo dõi trên những ứng dụng như là FPT Play hay TV360. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cố gắng để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, đúng không? Còn một thông tin khá là thú vị về Huỳnh Như và câu chuyện của Nguyên Park Hàng Sơ sẽ được Biên Cương chia sẻ phần sau. Còn bây giờ thì Biên Cương xin phép được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một sản phẩm mà Biên Cương thấy rất là tự tin cho đến lúc này, vì đang nhận được những phản hồi rất là tích cực của những quý vị khán giả đã dùng. Và hôm nay thì Biên Cương một lần nữa mạnh dạn chia sẻ với quý vị, đó là sản phẩm mà Biên Cương đã dùng 2 tháng nay, Đông Trùng Bạch Khả. Súng của anh là gì mà hay thế? Súng của anh là Đông Trùng Bách Khang. Đông Trùng Bách Khang được sản xuất tại DK Pharma theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Đông Trùng Bách Khang được cấp chứng nhận gen của Ngân hàng Gen Mỹ, chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ Mỹ, chứng nhận nguyên liệu hữu cơ. Phiếu kiểm nghiệm đảm bảo hàm lượng hoạt chất trong đông trùng hạ thảo. Đông Trùng Bách Khang còn được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại với công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo chất lượng tối đa nhất với tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm. Đông Trùng Bách Khang giúp người dùng chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Đông Trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Vâng, Đông Trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Quý vị và các bạn thân mến, đối với đối sản phẩm Đông Trùng Bách Khang thì đến lúc này Biên Cương nhận thấy rất là nhiều những phản ứng tích cực. Ví dụ như là có một bác khán giả nói rằng bác dùng mỗi ngày chỉ một liều thôi, tức là một lọ nước Đông Trùng Bách Khang như thế này. Nhưng mà tác dụng bác thấy đấy là ngủ ngon hơn, ít tiểu đêm và tinh thần thì rất là sảng khoái. Đó, như Biên Cương đã chia sẻ thì Biên Cương thì do công việc khá là áp lực cho nên một ngày thì Biên Cương dùng 2 lọ như thế này ạ. Tuy nhiên nếu mà dùng một lọ thì cũng rất là tốt, bởi vì nó giúp cho chúng ta cảm thấy sảng khoái, giải tỏa stress. Đối với tuổi như Biên Cương thì giúp tăng cường sinh lực, tăng cường sức đề kháng. Còn với các bác mà tuổi cao một chút thì một điều quan trọng đấy là giúp cho ít tiểu đêm. Đây là một điều hết sức cần thiết. Có rất nhiều tác dụng khác nhau thì Biên Cương hy vọng rằng sẽ được chia sẻ dần dần với quý vị qua trải nghiệm của chính những quý vị khán giả. Quý vị mua sản phẩm này thì rất đơn giản thôi ạ, có thể vào website bachkhangshop.vn. Xin được giới thiệu lại là bachkhangshop.vn.
cũng có thể gọi điện tới hai số hotline liên tục hiển thị trên màn hình, đó là 0889333300 hoặc là 0889775522 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến một chút với câu chuyện của Huỳnh Như. Huỳnh Như mới đây cũng đã có chia sẻ về tương lai của cô. Có thể là sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Lanh FC, trong đó thì Huỳnh Như đang thực sự ấn tượng với cơ sở hạ tầng của một đội bóng tại Singapore. Mới đây, hãng truyền thông nổi tiếng của Singapore The Straits Times đã cho đăng tải những chia sẻ của tiền đạo Huỳnh Như, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm FIFA Women's World Cup 2023. Theo đó, chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ về sự khác biệt khi thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu. Tốc độ thi đấu ở Bồ Đào Nha nhanh hơn nhiều so với khi thi đấu ở Việt Nam và cũng đòi hỏi nhiều thể lực hơn. Các huấn luyện viên cũng luôn yêu cầu ý thức chiến thuật rất cao. Chúng tôi cần phải tuân thủ những chỉ đạo chiến thuật cho từng trận đấu một cách rất nghiêm ngặt. Tôi hy vọng sự hiểu biết của tôi về họ sẽ giúp ích cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tháng năm vừa qua, Huỳnh Như đã sang thăm trung tâm huấn luyện Lion City FC ở Singapore. Vậy nên phóng viên của The Straits Times đã hỏi về khả năng thi đấu cho một đội bóng ở Singapore nếu chia tay Lanh FC. Tiền đạo quê Trà Vinh cho biết: "Tôi nghĩ cơ sở vật chất của câu lạc bộ Lion City FC còn tốt hơn nhiều đội bóng tại châu Âu. Tôi sẽ để ngỏ khả năng gia nhập một đội bóng tại Singapore vì lúc này tôi vẫn đang gắn bó với Lanh FC ở Bồ Đào Nha. Dù vậy, tôi thích những màn trải nghiệm ở Singapore và tôi tin điều đó sẽ xảy ra trong vài năm tới." Theo lịch thi đấu tại World Cup, Huỳnh Như và các đồng đội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Mỹ vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 và Hà Lan ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, như Biên Cường đã nói, vào lúc 14 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì trận khai mạc của World Cup nữ năm 2023 sẽ diễn ra giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy. Trong khi ở Australia, việc bán vé đang diễn ra rất thuận lợi thì tại New Zealand vé tương đối ế ẩm. Cho nên là đối với các kiều bào của chúng ta ở New Zealand thì chắc sẽ không quá khó để sở hữu những tấm vé cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong những trận đấu tới. Ban tổ chức của chủ nhà New Zealand và FIFA còn phát ra 20.000 vé miễn phí cho 4 địa điểm thi đấu khác nhau. Rõ ràng ở New Zealand thì bóng đá không phải là một môn thể thao được yêu mến hàng đầu, nơi mà những môn như cricket hay là bóng bầu dục được yêu mến hơn cả. Và chúng ta cũng hy vọng rằng đội tuyển nữ Việt Nam khi thi đấu thì sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả. Thưa quý vị, nói một chút về công tác trọng tài, đó là các trọng tài nữ sẽ được giao các trọng trách ở World Cup lần này thì đều là những người đã trải qua những kinh nghiệm, trong đó có cả những trọng tài đã bắt những trận đấu của bóng đá nam, thậm chí là bóng đá nam World Cup. Vậy thì tổ trọng tài bắt trận khai mạc có gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin sau đây. Mới đây, FIFA đã tiết lộ danh tính tổ trọng tài sẽ bắt trận khai mạc của World Cup nữ 2023. Do tính chất của một kỳ World Cup dành cho phái đẹp, không bất ngờ khi những trọng tài nữ cầm cân nảy mực ngày khai màn trên sân Eden Park giữa đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy. Theo đó, tổ trọng tài công tác ở trận này gồm trọng tài chính Yoshimi Yamashita, trợ lý 1 là Makoto Bojono, trợ lý 2 là Naomi Tashigori, trọng tài bàn là Ivan Matrinic. Trên thực tế, bà Yoshimi Yamashita cũng đã khá quen mặt với khán giả khi thường cầm còi tại J-League 1, giải đấu danh giá dành cho các cầu thủ nam ở Nhật Bản. Nữ trọng tài Yamashita cũng là một trong số 36 nữ trọng tài cũng từng làm nhiệm vụ ở World Cup Nam năm ngoái tại Qatar và trở thành nữ trọng tài châu Á thứ hai của AFC làm nhiệm vụ World Cup ở một kỳ dành cho các nam cầu thủ sau trọng tài Tammy Ostholm của Úc. Trận đấu giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand và nữ Na Uy cũng như lễ khai mạc World Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam hôm nay 20 tháng 7 trên sân vận động Eden Park với sức chứa khoảng 5 vạn khán giả. Còn bây giờ sẽ là thông tin mà chúng ta tương đối quan tâm tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng tuyên bố về việc là ông sẽ tạm thời không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, thông tin về tương lai của ông thì được quan tâm khá là nhiều. Đã có lúc đã xuất hiện thông tin về việc có thể ông sẽ dẫn dắt hoặc giữ một vai trò nào đó ở một câu lạc bộ tại Việt Nam. Rồi cũng thời điểm mà tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia bị bấp bênh thì báo chí Indonesia cũng đã không ngần ngại đưa thông tin về việc huấn luyện viên Park Hang-seo đã được liên hệ để dẫn dắt đội tuyển quốc gia xứ Vạn Đảo. Và mới đây thì một tờ báo của Indonesia lại rộ tin đồn về việc họ sẵn sàng trả mức lương rất cao để mời huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt một đội bóng ở đây, thậm chí là để thay thế cho một cựu ngôi sao của Real Madrid.
Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Indonesia, câu lạc bộ Persis Bandung đã quyết định sa thải huấn luyện viên Luis Milla, cựu cầu thủ Real Madrid. Nguyên nhân được chỉ ra bởi thành tích bết bát của đội bóng xứ vạn đảo khi chưa biết đến mùi chiến thắng từ đầu mùa. Ngay sau đó, Persis Bandung cũng đã có những mục tiêu mới cho vị trí huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những người được nhắm tới. Ngay sau đó, báo chí Indonesia tỏ ra khá rầm rộ về thông tin này. Trang đen Spasa của Indonesia có bài viết phân tích lý do câu lạc bộ Persis Bandung nên chiêu mộ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong đó có đoạn bình luận rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là người đề cao kỷ luật. Bên cạnh đó, ông cũng rất tỉ mỉ trong chiến thuật. Trong mỗi trận đấu, ông thường đến sân để xem đối thủ thi đấu ra sao. Nếu chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo, câu lạc bộ Persis Bandung sẽ trở thành đội bóng có lối chơi đầy nhiệt huyết như đội tuyển Việt Nam từng thể hiện. Theo tờ Reuters của Indonesia, nhiều khả năng Persis Bandung sẽ trả mức lương nếu quy ra tiền Việt rơi vào khoảng 22,5 tỷ đồng mỗi năm cho huấn luyện viên Park Hang-seo, ngang với số tiền mà đội bóng này chi cho ông Luis Milla. Nếu thực sự huấn luyện viên Park Hang-seo được câu lạc bộ này trả mức lương khoảng gần 23 tỷ đồng mỗi năm thì rõ ràng đây là một mức lương tương đối là hấp dẫn. Tuy nhiên, Biên Cương vẫn cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không lựa chọn dẫn dắt một đội bóng ở Indonesia đâu. Bởi bản thân ông Park Hang-seo cũng hiểu những sự phức tạp ở đó. Dù đó thì ông Shin Tae-jang làm việc, nhiều huấn luyện viên Hàn Quốc khác cũng sẽ làm việc. Nhưng một trong những cơ sở để điều đó khó có thể xảy ra đó là vì vào ngày 22 tháng 7 tới thì Học viện bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đó là thông báo từ trang Facebook của DJ Management, công ty đại diện cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Học viện quốc tế Park Hang-seo sẽ đi vào hoạt động ngày 22 tháng 7 và chương trình đầu tiên đó là chương trình ngoại khóa cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 khi chúng ta đội tuyển nữ gặp đội tuyển Mỹ. Và sau đó thì trung tâm này cũng sẽ tuyển sinh và hy vọng rằng sẽ một phần nào đó góp công để tìm ra những nhân tố tốt cho bóng đá Việt Nam. Vâng, đó là câu chuyện về Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo. Còn với bóng đá Việt Nam thì có rất là nhiều những thông tin để chúng ta quan tâm. Ví dụ như là VPF đã ấn định trận đấu sẽ ứng dụng công nghệ VAR, đó là trận đấu thuộc vòng 3 của giai đoạn 2 V-League. Và đó sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Hà Tĩnh. Dự kiến trận đấu này diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Và cuộc so tài giữa Viettel và Hà Tĩnh được coi là không quá ảnh hưởng tới những cuộc đua. Vì Viettel thì có thể cạnh tranh vô địch, nhưng Hà Tĩnh thì gần như họ bằng lòng với vị trí của mình nên tính chất của nó không phải quá lớn. Hai câu lạc bộ này sẽ đối đầu với nhau và công nghệ VAR sẽ được áp dụng, cho nên là sự chú ý sẽ hướng tới trận đấu này, trận đấu đầu tiên ở V-League được đưa công nghệ VAR vào. Vẫn là thông tin liên quan tới V-League, thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Hà Nội bị phạt vì nhận nhiều thẻ vàng. Cụ thể là hôm qua, ban kỷ luật của VFF đã ban hành quyết định về việc kỷ luật câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đội bóng này bị phạt 2 triệu đồng vì có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Bình Định diễn ra hôm 17 tháng 7. Và thủ quân Văn Quyết thì như chúng ta biết, ở trận đấu tới sẽ trở lại sau khi cầu thủ này đã hết án treo giò 8 trận. Vâng, đó là những chuyển động của bóng đá trong nước. Các trận đấu của V-League giai đoạn 2 thì đã diễn ra vòng 1 rồi. Và vòng 2 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày mai. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang những thông tin của bóng đá quốc tế. Chúng ta quan tâm tới khá là nhiều tới trận thắng 27-0 của Bayern Munich, đúng không? Trước một đội bóng hạng 9. Rồi hôm qua thì Manchester United cũng đã đánh bại Lyon trong một trận giao hữu tiền mùa giải với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất là Van der Beek của Hà Lan. Và chúng ta bây giờ thì sẽ đến với thông tin cũng liên quan tới Manchester United. Đó là tuyên bố về việc Onana muốn cho thấy khát vọng và tham vọng của mình tại Manchester United. Anh muốn làm được điều chưa làm được với Inter Milan, đó là vô địch UEFA Champions League. Thủ thành Andre Onana sau khi nói lời chào tạm biệt với đội chủ quản Inter Milan đã bay đến Anh để ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Manchester United trong thương vụ chuyển nhượng có giá trị 55 triệu euro. Thủ thành 27 tuổi từng làm việc với Erik ten Hag ở Ajax, háo hức được tái ngộ ông thầy người Hà Lan một lần nữa.
Onana chia sẻ về lý do chọn Quỷ Đỏ với báo chí. Điều quan trọng là phải trung thực và luôn nói với mọi người sự thật. Tôi là người luôn thích những thử thách mới. Chơi ở Premier League và gia nhập một câu lạc bộ như Manchester United là điều không thể cưỡng lại được. Ngoài ra, Onana cũng tuyên bố về mục tiêu tại đội bóng mới. Chúng tôi đã gần chạm tay vào chiếc cúp ấy trong cuộc đấu với Manchester City, nhưng đó là bóng đá. Tôi hy vọng sẽ giành chức vô địch Champions League cùng Manchester United. Gia nhập sân Old Trafford, Andre Onana sẽ là thủ môn số 1 của MU mùa tới, thay cho David De Gea, người vừa ra đi sau 12 năm khi kết thúc hợp đồng vào ngày 30 tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Minh Cương xin được nhắc lại vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, quý vị các bạn có thể theo dõi trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc của World Cup nữ năm 2023 giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy 14 giờ theo giờ Việt Nam ạ. Và cũng xin được nhắc lại, đây là với sản phẩm Đông trùng Bách Khang, quý vị có thể mua ở website bachkhangshop.vn. Và đây là một sản phẩm đến lúc này nhận được phản hồi rất tích cực của quý vị khán giả, những khách hàng của Đông trùng Bách Khang. Một lần nữa chúc quý vị ngày mới thành công quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.